chúc tất cả các bạn có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Mình không biết cuối tuần các bạn được nghỉ các bạn sẽ làm gì. Còn đâu mình thì mình vừa mới vắt óc suy nghĩ hôm qua xong. Hôm nay mình sẽ đi ngắm hoàng hôn, chụp ảnh hoàng hôn. Nhưng mà không phải như bình thường nữa, không phải đứng đường ngắm hoàng hôn hay là ra công viên ngắm hoàng hôn. Hôm nay mình mới tìm thấy một địa điểm cực kỳ thú vị. Ở địa điểm này view tuyệt vời, có đồ uống ngon, có chỗ ngồi, có nhạc và đặc biệt là siêu nhiều mấy nữ. Bây giờ mới là 12:30, 12:30 vẫn còn quá sớm. Mà ngắm hoàng hôn thì 5:30, 6:00 đấy. Bây giờ hẹn gặp lại các bạn ở đây nhé. Mình trở lại rồi đấy. Bây giờ đã là 17:11 Đài Loan. Bây giờ chúng ta sẽ khởi hành nhé. Trước khi hành thì mình phải chuẩn bị một tí đã. Chào đấy. Mình đến rồi đây. Đây chính là địa điểm mình nói. Các bạn thấy chưa? Chúng ta sẽ đi lên trên tầng 5 của tòa nhà này. Ta sẽ đi nhá. Sao? View trên này ngắm hoàng hôn đúng là chuẩn chỉ đúng không? Để mình giới thiệu luôn menu cho mọi người nhé. Cocktail này, có rượu mạnh whisky này, có bia, có soda, có trà, có cà phê, có nước hoa quả. Tất nhiên chúng ta sẽ có đồ ăn nhẹ, snack. Các bạn nhìn sang mình xem. Đó, không nên để là hơi phí rồi nha. Những ai mà ở Lô Tung thì hãy thử đến trên này một lần nhá. Rất là đẹp luôn, sẽ không phí đâu. Mình sẽ vào để order đồ, vừa chọn một cốc soda rồi. Tới xa. Mình quên chưa viết số bàn để người ta phục vụ cho, người ta mang ra cho. Vâng, và thật ra mình đã chọn nhầm Coca-Cola rồi. Nên trên này uống Coca-Cola 170 đồng. Ôi mẹ ơi, chắc tôi điên mất. Trên cao mà thiếu cảnh màn đêm thì có vẻ hơi phí nhở. Và thì sẽ là mình sẽ đi khoảng một đoạn rồi có lẽ là mình sẽ về thôi. Các bạn thấy sao? Nơi này có đáng để trải nghiệm chứ. Video hôm nay của mình đến đây là hết rồi. Nếu mà thấy nội dung này hay và giúp cho bạn được gì đó thì cho mình xin một like và một subscribe để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video lần sau. Bye bye.